Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hành trình 15 ngày vượt ngục lẫn trốn của Triệu Quân Sự. Hơn 15 ngày trốn trại, Triệu Quân Sự đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản gồm một xe mô tô nhãn hiệu Sirius, 3 điện thoại di động và khoảng 6 triệu đồng tiền mặt. Sáng ngày 19 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thành đã thưởng đột xuất cho Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố Tam Kỳ về thành tích bắt phạm nhân Triệu Quân Sự, 29 tuổi, dân tộc Lùng, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Đối tượng thụ án trung thân, hai lần trốn trại. Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng Công an thành phố Tam Kỳ cho biết. Khoảng 19 giờ 45 phút tối ngày 18 tháng 6, tin từ báo của quần chúng nhân dân, Công an thành phố phối hợp với Công an phường An Mỹ đã ập vào bắt Triệu Quân Sự tại quán internet ở kiệt 155/11 đường Hùng Vương. Sau khi bị bắt khi đang chơi game tại quán internet tại thành phố Tam Kỳ. Theo Thượng tá Mười, bước đầu sự khai nhận khoảng 15 giờ chiều ngày 3 tháng 6 khi đang phục vụ tại khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng các bộ phận quản lý không để ý, không có người trực gác, sử dụng đoạn gỗ, keo, lá tràm móc vào kẽm gai trên tường rào để treo lên bờ tường xi măng, sau đó sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước, nhảy xuống đất, chạy vào rừng. Trên đường chạy, khi đến địa bàn xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, sư trộm cắp một áo thun, một quần sọc màu xanh, một điện thoại và một xe máy. Lúc này, sư điều khiển xe máy trộm cắp được di chuyển theo đường quốc lộ 1A hướng ra Bắc. Đến 1 giờ ngày 4 tháng 6, sư đến địa phận thành phố Tam Kỳ thì dừng xe trên đường và nghỉ ngơi. Sau đó sư đến một tiệm điện thoại bán điện thoại trộm được với giá 700.000 đồng, rồi chạy ra đèo Hải Vân thì bị cảnh sát giao thông truy đuổi. Khi đến lưng chừng đèo Hải Vân, sư bỏ lại xe máy chạy vào rừng ẩn lấp. Đến tối đó, sự di chuyển ngược lại xuống biển và đi dọc đường biển đến địa phận quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, sự đột nhập vào nhà người dân lấy trộm một điện thoại rồi đi bộ vào trung tâm thành phố Đà Nẵng nghỉ ngơi. Sự ở Đà Nẵng khoảng 2 ngày và ngủ trên ghế đá khu vực dọc bãi biển Mỹ Khê. Sáng 7 tháng 6, sự đón xe vào thành phố Hội An và đi dạo khu vực phố cổ khoảng 1 giờ thì tiếp tục đón xe ôm vào đến thành phố Tam Kỳ lúc 12 giờ cùng ngày. Tại thành phố Tam Kỳ, sự đi bộ lang thang ở các tuyến đường và trộm một điện thoại và bán được 2,5 triệu đồng. Đến sáng ngày 8 tháng 6, sự đón xe khách Tam Kỳ, Nam Giang với ý nghĩ xe này đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi xe về đến bến xe huyện Nam Giang, sự phát hiện mình nhầm nên xin đi nhờ xe container xuống huyện Đại Lộc. Khi đến cầu Hà Nhai, sự xuống xe vào nhà nghỉ và ngủ tại đây. Đến khoảng 3-4 giờ sáng ngày 9 tháng 6, sự thức dậy đi bộ ra tiệm tạp hóa rồi ăn trộm hơn 200.000 đồng. Sự tiếp tục sang tiệm tạp hóa đối diện trộm được khoảng 5-6 triệu đồng. Bị công an phát hiện, sự bắt xe lên huyện Nam Giang, rồi xuống thị xã Điện Bàn, sau đó bắt xe vào lại thành phố Tam Kỳ. Từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 6, sự đi lòng vòng tại địa bàn vùng ven khu vực xã Tam Đàn, huyện Phú Linh. Sau đó di chuyển vào khu vực trung thành phố Tam Kỳ để chơi game. Đến khoảng 20 giờ tối ngày 18 tháng 6 thì bị bắt. Thực hiện 6 vụ trộm cắp, Thượng tá Mười cho hay Triệu Quân Sự một mình trốn khỏi lời giam. Trong thời gian lẩn trốn đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản gồm một xe mô tô nhãn hiệu Sirius, 3 điện thoại di động và tiền mặt khoảng 6 triệu đồng. Đối tượng sự nghiện game và có kinh nghiệm nên trong quá trình bỏ trốn không liên lạc, không nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân vì sự sợ bị bại lộ. Trong lúc bị bắt, sự không hề có phản ứng và mong muốn được gặp mẹ, Thượng tá Mười nói. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thành đã thưởng 20 triệu đồng cho Ban chỉ huy quân sự và Công an thành phố Tam Kỳ vì thành tích bắt giữ Triệu Quân Sự. Đối tượng Triệu Quân Sự là phạm nhân trốn khỏi trại giam T10. Việc bắt giữ được sự đã khích lệ tinh thần cho các lực lượng chiến sĩ công an. Ông Thành nhấn mạnh, được biết Triệu Quân Sự từng là nhân quân nhân tại đại đội 1 tiểu đoàn 18 sư đoàn 3 quân khu 1 trước khi gây ra vụ án mạng sát hại một nữ chủ quán cà phê cướp tài sản ở Hà Nội vào năm 2012. Tháng 3 năm 2013, tòa án quân sự quân khu 1 mở phiên tòa xét xử tuyên phạt sự án chung thân với các tội danh giết người, cướp của,
đảo ngũ. Năm 2015, Triệu Quân Sự cùng một phạm nhân khác tổ chức vượt ngục và thành công. Đúng một tháng sau, Sự bị bắt giữ tại Hà Nội. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.